Rồi trong bài tập này chúng ta thấy tên trường và người ta cho mã ở dưới này. Vậy các bạn sẽ sử dụng là VLOOKUP. VLOOKUP giá trị ở đây người ta cho giá trị dò là DHNV, mà ở đây người ta cho cái mã đầy đủ, cho nên là mình không có dò trực tiếp được, mà các bạn phải dùng hàm lép một ký tự, thì các bạn cũng có thể không cần ghi số 1. Và chúng ta sẽ dò trong bảng trường này, dò trong này các bạn F4 lại. Nếu như tìm thấy thì trả về cột 2, kiểu dò tìm chính xác. Và chúng ta đã có tên trường H là Hòa Bình, Đinh Tiên Hoàng, Hòa Bình, Nguyễn Du. Chúng ta đã có được tên trường. Môn thi là nằm ở ký tự cuối thì tương tự như vậy, nhưng ở đây môn thi cho hàng ngang, cho nên chỗ này các bạn sẽ dùng H lookup. Và lúc này thì chúng ta sẽ lấy ký tự cuối của mã để chúng ta đi dò. Và chúng ta dò trong bảng môn thi ở đây, F4 lại. Nếu tìm thấy trả về dòng 2, kiểu dò tìm chính xác. Mình đã có được thi môn toán. Và tương tự như vậy, xếp loại đây, điểm của chúng ta từ 0, 5, 7, 9, 10. Như vậy giả sử bạn này 6 điểm thì loại gì? À, 6 điểm loại khá. 6 điểm là trung bình từ 5 đến 7. Trên 7 ha. Như vậy ở chỗ này chúng ta thấy là trung bình là từ 5 đến 7, 7 đến 9, rồi 9 đến 10. Như vậy chú ý chỗ này nè. Nếu như từ 0 đến 5 là khá, từ 5 đến 7 trung bình, từ 7 đến 9 là khá, từ 9 đến 10 là giỏi, và 10 là xuất sắc, 9 đến nhỏ hơn 10. Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ dùng cái hàm nó cho hàng ngang, thì mình cũng dùng cái hàm là H lookup. Giá trị là điểm. Dò tìm trong bảng này F4. Nếu tìm thì trả về cột dòng 2. Và kiểu dò tìm bây giờ của mình không phải là số 0 nữa. Số 0 là dò tìm chính xác. Mình tìm số 0 trước đi để coi nó ra cái gì. Số 5 trung bình là do bạn này 5 điểm. Kéo xuống. Chỗ này 8 điểm không có. Không có trong này. Như vậy mình dò tìm số 0 là không đúng ha. Mình phải dò tìm kiểu là tương đối là 1. Như vậy xuống đây, bạn này số 8 khá. Ha, chỗ này là mình 1 hay là dò tìm tương đối thôi, không phải dò tìm tuyệt đối. Và tương tự như vậy mình xếp hạng thì bữa hôm trước mình dùng hàm rank. Ha, hàm rank RANK. Mình lấy điểm, mình phải xếp hạng với cả lớp, F4 lại. Và kiểu xếp của mình là 0. Bạn nào lớn cao điểm nhất thì số 1. Bạn cao điểm nhất là số 1. Đây 9 điểm, giỏi, số 1. Được chưa? Mình thử bạn này từ 1 điểm lên 10 điểm thì chuyện gì xảy ra? Xuất sắc và đứng số 1. Được chưa? Như vậy đây là các cái hàm của mình. Hàm thứ nhất, hàm thứ hai, để mình tính được, mình tìm được là môn thi. Hàm thứ ba, mình xếp loại cho các bạn. Và thứ tư là xếp hạng. Như vậy mình có tổng cộng là 4 cái công thức cho cái bài toán này. Bài toán này của chúng ta là VLOOKUP.
thắt lút cấp ha, là hai cái hàm mà chính của mình ở đây. Thắt lút cấp ở dạng là tuyệt đối và thắt lút cấp ở dạng tương đối, được không nào? Rồi như vậy đây là nội dung ôn tập và chúng ta học Excel.